À, xin chào các bạn. Trong cái video ngày hôm nay đó thì mình sẽ hướng dẫn tiếp về cái phần sử dụng Camtasia 9 ha. Camtasia 9 thì có rất nhiều cái cải tiến so với cái bản 8. Thì trong cái series mà hướng dẫn về Camtasia 8 đó, thì mình đã hướng dẫn các bạn làm các cái khung thoại bong bóng ha. Thì trong cái Camtasia 9 này đó, mình lại tiếp tục quay trở lại về cái phần đó. Hướng dẫn các bạn tạo ra các cái chú thích trong cái video. Dĩ nhiên cái bản 9 chấm này thì nó có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Bây giờ mình sẽ chọn cái mục Media nè. Các bạn sẽ click vào cái mục Import Media để các bạn có thể thêm video nè, thêm âm thanh nè, thêm hình ảnh nè, hoặc các bạn có thể đưa cái bản mà đang ghi đang quay màn hình á, đưa vào đây. Đây là biểu tượng quay màn hình nè. Thì mình sẽ click vào cái mục Import. Ở đây giả sử như mình chọn một cái video mà mình đã làm trước nè, ví dụ như cái phần VidIQ nè, mình click Open. Thì để có thể chỉnh sửa cái video này đó, thì mình sẽ click phải, mình chọn Add to Timeline. Ở đây nó sẽ có cái đoạn đầu là Intro, mình sẽ bỏ cái đoạn này đi ha. Rồi ví dụ như mình cắt tới cái đoạn này đi. Rồi mình bỏ cái đoạn này, mình kéo cái thanh màu xanh nè, vị trí đầu. Sau đó các bạn click vào hình cái kéo ha, thì các bạn cắt bỏ đi. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái phần ghi chú. Giả sử như mình đang hướng dẫn tới cái này. Ở đây ví dụ như mình sẽ truy cập vào cái trang Google, hoặc là mình nhập trực tiếp cái từ khóa tìm kiếm trên cái thanh address này. Thì giả sử như bây giờ do vùng miền chẳng hạn, mình nói sẽ có một số cái vùng người ta nghe không có rõ ha. Hoặc là nói nhanh quá, hoặc là nhìn ở đây khó nhìn quá, thì người ta cần phải có một cái gì đó để chú thích, để người ta dễ hiểu hơn chẳng hạn, hoặc là người ta dễ nhìn. Hoặc là các bạn làm cái video mà để cho người nước ngoài xem thì có thể đọc không chuẩn, thì ở đây các bạn có thể thêm một cái khung gọi là khung chú thích để giúp cho người ta đón nhận được cái thông tin của mình. Thế thì ở đây mình sẽ có một cái thẻ là annotation. Thì đây là cái phần gọi là chú thích. Thì các bạn thấy đó, ở đây nó sẽ chia ra làm nhiều cái mục nhỏ ở chỗ này. Thì ở đây mình sẽ chọn vô cái thằng đầu tiên là Call Now nè. Thì Call Now nó sẽ có nhiều cái định dạng ở đây. Ở đây mặc định mình đang chọn là All, tức là tất cả. Thì có bao nhiêu cái Call Now nó sẽ hiện hết ở đây. Các bạn thấy không? Ở đây thì nó sẽ chia ra theo từng cái chủ đề nhỏ. Các bạn thấy mình bấm vào, nó sẽ có những cái khung ha. Sẽ có cái dấu nhỏ nhỏ, các bạn thấy chưa? Cái này nó giống như cái lời thoại ở trong truyện tranh. Hoặc là những cái mũi tên, thì các bạn thấy những cái này nó đều có cái chữ nằm ở giữa nè. Giả sử như mình muốn dùng cái này, thì mình sẽ click chuột vô đây. Mình lôi trực tiếp qua màn hình này nè. Các bạn thấy chưa? Ví dụ như có một cái nhân vật nào đó, người ta đang nói cái gì đó. Thì các bạn thấy mình sẽ thêm bớt cái này. Có thể chỉnh nhỏ lớn ở chỗ này. Các bạn cũng có thể thay đổi chữ ở đây. Các bạn có thể click chuột vô đây nè. Các bạn double click chuột vô ha. Mình có thể ghi là ABC gì đó hay là kênh kiến thức gì đó ha. Ở đây thì các bạn có thể thay đổi kích thước này. Ở đây thì các bạn thấy cái phía bên phải mình nó sẽ có một cái thằng gọi là property, tức là quản lý những cái thuộc tính của cái khung lời thoại này. Thì ở đây có thể chọn một cái phông chữ cho nó này. Ở đây thì các bạn phải chọn cái chữ nha, sau đó các bạn click chọn ở đây. Ví dụ như bạn muốn qua cái chữ này ha, cho nó mềm hơn nha. Có rất nhiều cái phông chữ trong đây. Cái này do cái máy tính của bạn nó cài ha. Thì ở đây các bạn nào muốn gõ tiếng Việt thì phải chọn cái phông Unicode, ví dụ như là Tahoma, Thai New Roman gì đó ha. Thì các bạn có thể bật Unikey lên, các bạn gõ tiếng Việt ở đây. Rồi ở đây các bạn cũng có thể chọn đậm, rồi đậm nghiêng, nghiêng gì đó ha. Các bạn thấy ở đây nó cho mình chọn y như trong Microsoft Word. Rồi, cũng có chọn thể cho các bạn gạch dưới nè, ha, các bạn thấy, hoặc là gạch giữa nè, ha, các bạn thấy không, ha, nó thể hiện ở đây. Còn muốn bỏ chọn thì click vô một lần nữa, nó sẽ bỏ ở đây. Mình phải quét chọn cái này nha, sau đó click chọn ở đây, ha, nó sẽ bỏ nè.
Ở đây là kênh giữa, kênh trái, kênh phải. À, các bạn thấy, có thể lít vào để thử nha. À, ví dụ như mình kéo cái khung này ra thì các bạn mới thấy nè, kênh trái nè, kênh phải nè, kênh giữa nè. À, những cái này là kênh lề thôi, các bạn có thể thử. À, ví dụ nằm trên top nè, led nè. À, các bạn thử nha. Rồi, thì cái khung royalty này nếu các bạn muốn tắt thì các bạn lít cho nó một cái thì nó sẽ tắt đi. À, để nó nhường chỗ trống cho cái này. Còn muốn bật trở lên thì bấm vô đây. À, thì đây là một cái khung lời thoại. À, call now, các bạn thấy nó có cái chỗ này. À, muốn xài cái này thì các bạn kéo qua đây. À, cũng có thể thay đổi chữ bằng cách là double click vô chỗ này. À, các bạn có thể thêm gì đó, MMO gì đó. Rồi. À, cũng có thể xoay cái hình này. Các bạn đường chuột vô ngay giữa nè. Các bạn thấy có một tool tin xoay không? Các bạn có thể cầm nó, các bạn xoay. Xoay như thế nào, ưng ý thì để ha. Rồi. Thế thì ở đây nó sẽ còn nhiều cái mục nữa. Ví dụ như basic là đơn giản nè. Ha. Rồi bone nè. À, có nhiều cái mục ở đây. Các bạn thử lần lượt qua. Ví dụ như mình chỉ muốn là cái có cái nốt như thế này thôi. Các bạn lôi qua như thế này. Các bạn thấy không? Có thể chỉnh lớn nhỏ gì đó. Ở đây. Rồi. À, tiếp tục thì các bạn có thể qua cái phần mũi tên nè. Các bạn thấy chưa? Ở đây mình có thể minh họa như thế này. Có thể cho nó xoay bằng cách đưa chuột ngay giữa này. Xoay. À. Đó. Ví dụ như các bạn tạo ra những cái linh tinh gì ở đây á. Thì sắp xếp như thế này. Ví dụ như từ cái này thì mình xì ra cái này. À, thông qua con đường MMO chẳng hạn. À, thì các bạn thấy nó có rất nhiều cái cách để các bạn tạo ra những cái hiệu ứng đẹp. Và những cái này các bạn có thể chèn những cái hiệu ứng ở đây. À, nó sẽ xuất hiện từng cái chẳng hạn. Ví dụ xuất hiện thằng này. Rồi xuất hiện thằng này. Rồi xuất hiện thằng này. Rồi thằng này. À. À, các bạn thấy nó có rất là hay. Ở đây có thể ra ngôi sao đa nhát nè, các bạn thử nha. Rồi, hình giọt nước, những cái hiệu ứng nè. À, cái này là giống như làm mờ nha. À, các bạn thấy không? Ví dụ như trong cái video mình muốn làm mờ cái khuôn mặt nha. Hay làm mờ cái chỗ này đi. À, thì các bạn có thể lôi ra các bạn làm mờ. Các bạn hình dung chưa? Rồi. Rồi, ở đây là những cái nét giống như nét cọ bình thường của mình. Đó, giống nét vẽ đó. À, các bạn có thể lôi vào để các bạn xài. Còn phía bên đây là cái chỗ mà các bạn có thể chèn cái phím nhấn nè. À, ví dụ như mình hướng dẫn người ta, mình nói là các bạn mà nhấn Ctrl C để copy đó, thì chỗ này các bạn có thể sửa nè. Ha. Ví dụ như mình sửa thành Ctrl C thì cái phím này đó, các bạn lưu ý là cái cách dùng á. Ví dụ như mình muốn là người ta nhấn cái phím Ctrl thì các bạn sẽ đè cái phím Ctrl nó bằng phím nè. À, ví dụ như ở đây mình muốn nhấn Ctrl C thì các bạn đè cái phím Ctrl C luôn thì nó sẽ ra cái chữ Ctrl C. Rồi, ví dụ như mình muốn nhấn cái gì đó thì ở đây các bạn thấy nó có những cái chọn lựa cho mình ha. Ví dụ như các bạn không thích cái nốt như thế này, muốn nó đơn giản như vậy thì các bạn chọn như này. À, muốn dán ra thì nhấn Ctrl V thì các bạn nhấn phím Ctrl V thì tự động nó sẽ đưa cái tự mà các bạn đang nhập cho bằng phím á, nó đưa vào trong đây luôn. Thì cái này cũng khá là hay ha, để minh họa cho người ta biết là mình phải nhấn cái gì. Ở đây thì có nhiều bạn không thích dùng cái cách này thì có thể dùng trực tiếp ở phía đây luôn. À, các bạn có thể chọn on. À, hoặc là basic này cũng được. À, các bạn có thể đưa vào trong đây. Các bạn thấy không? À, nó rất là đơn giản. Cái này thì tùy theo các bạn muốn dùng như thế nào ha. À, ví dụ như mình chỉ muốn đơn giản là cái hình này thôi. Thì các bạn ghi chữ trong đây cũng được. Thế thì cái phần chú thích trong Camtasia 9. À, nó rất là hay. Nó rất là đẹp. À, so với cái bản 8 chấm trước đây. À, hy vọng là nó sẽ giúp cho các bạn có thể tạo ra những cái video đẹp. Ha. Thu hút người xem. À, các bạn có thể xem những cái bài viết trên cái trang web kênh kiến thức.net nha. Hoặc các bạn có thể truy cập vào cái kênh YouTube của mình. À, các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình. À, và để lại những cái bình luận bên dưới ha. À, để mình biết các bạn đang thắc mắc những cái gì. Và mình sẽ làm những cái video về những cái phần mà các bạn yêu cầu. À, chào các bạn.